Hôm nay là cả nhà mình đến Lakeside nha. Lakeside. Cái là giới thiệu lại đi. Cái là giới thiệu với mọi người mình biết đi. I don't know what the place is. It's a Lakeside. Lakeside. Đây to quá ha. Đi khi vô đây là phải cái cửa lúc nào cũng đóng hết á, mình phải đăng ký thì mình chạy vô người ta mới mở cửa cổng cho mình vô. Rồi. Xung quanh đây là có cái hang. Quá ư là dễ thương. Thương không? Chỗ này đẹp chưa? Đi lên nhìn cảnh kìa con. Quá đẹp chưa? Đây là có Visitor Center. Đây có Visitor Center. Đẹp quá, đi lên cái là ha. Bên kia có cái nhà gọi là gì ta, temple, Hindu temple. Chờ nó tưởng mình cho nó ăn á con. Quá trời luôn. Cái này là cá chép. Có cá chép để cá khôi phải không? Hai đứa nó tưởng cái lợi đi lình có gì cho nó ăn á. Đi kiếm con á cái là trời ơi đẹp chưa, hang thiên nga. Nó đi kiếm đồ ăn á con, nó ăn rêu, nó ăn bất cứ cái gì có thể ăn được. Thank you.
ghế. Phong cảnh rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Cầu nguyện đó con, cái nhà đó để cầu nguyện. Đây có đường đi lên cái temple ở phía trên nè, nhưng mà người ta lóc cửa rồi, người ta khóa lại rồi. Chỗ này đi vô cầu nguyện. Đẹp quá hả em ha. Sao vậy, tai bị gì hả? Cái này là gift shop chứ không phải visitor. Có cái well này, có cái giếng cầu nguyện kìa. Gift shop. Hello.
gift shop đi ra nè. Gift shop and museum.